thấy có mấy bạn nữ vô tập gò chuột rồi nữa, thấy phức tạp quá. Cái tay phụ nữ chỉ cần là gì, dẻo, dai, khỏe, nét là được. Tại vì ở thời hình online là cái hệ cái máy cable rất là tốt. Cái hệ máy cable rất là tốt mà không khai thác cái bài tập không thì rất là ổn. Cái máy mà kéo cà sực là bạn không thể nào tập được bất kỳ cái bài tập cường độ cao nào cả. Cái bài tập này bạn đứng cái chân bằng rộng á thì cái tay bạn nó không vướng. Còn mà đứng cái chân hẹp thì nó sẽ vướng hơn. Khi bạn xuống á, bạn gồng á là cái đoạn thấp nhất nè. Đây đây đây, mông hông tác động tối đa rất là hiệu quả đó. Em cứ bảy bảy rep xong em tự ba sò, ba sò thấp, ba sò từ vị trí thấp nhất lên vị trí vừa, chứ không phải là ba sò còn đó tới đây thôi đó. Ba sò thấp, ba sò thấp đi. Yes yes, nếu mà em không có trâu vào cao thì em sẽ có tích nó tràn ra hết cơ của em, nó làm cho em rất là mỏi mệt, làm em không thể nào tập. Cái sự phục hồi bạn không có thì bạn không thể tập gì được hết á. Đó là hiệu quả nhất, mà hiệu quả thì không được lãng phí. Bạn có muốn bạn đến phòng gym 45 phút và thành công, hay bạn đến phòng gym 45 ngày thất bại? Là hôm nay là chúng tôi đã tập hầu như tất cả nhóm cơ rồi đó. Chỉ còn một cơ duy nhất là cơ mông chưa tập. Và bây giờ đứng đây để tập luôn cơ mông. FST7 tập bài cô lập mông với cái máy cable. Bài này là rất quan trọng với chị em phụ nữ. Thật ra thì những cái bài tập mông nó không có thiếu đâu các bạn, quá nhiều. Nhưng mà bài này là cái bài mà phải chia sẻ với các bạn để tập cái giáo án FST7 cho nó mượt mà. Nằm trong dự án là gym nữ tâm kinh tầng số 7 cộng nha các bạn. Rồi vô, em biết bài này chứ. Bài này có tên là Cable Pull Through. Khá là khó đọc các bạn. Chữ nó khó đọc lắm. Rồi, thật ra nó giống như bài deadlift rồi đó. Cái cơ chế nó giống nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta tập với cable. Bài tập này chị Nguyễn cũng hướng dẫn các bạn rất nhiều lần rồi. Và bữa nay chúng ta sẽ tập trên cái giáo án là FST7. 7 pull, 7 muscle. Đó, thì mà thấy không, khi xuống nè là cái mông nó được căng ra hết cỡ và cái hông nó được kích thích tối đa, nên bài tập này nó sẽ tác động đến phần lower body chúng ta rất là nhiều, bao gồm lưng dưới, cơ mông, cơ hông đó, và cơ đùi sau là hamstring. Cơ mông là glute nha các bạn. Rồi cái hông nó là hip đó, lưng dưới là lower back. Tập chậm thôi, control. Tập chậm thôi, control, không cần phải tập nặng bài này. Tập nặng bài này nó sẽ làm cho bạn một cảm giác nó vướng víu và nó mất cân bằng. 7 rep full và 7 rep partial. Partial thì em có thể partial thấp hoặc partial cao. Đó, đúng rồi. Đó. Các bạn nữ mà tập bài này ở phòng gym là mấy người đàn ông, người ta sẽ đứng ở đây nhìn vòng, người ta cổ động với bạn vui đó. À, cố lên cô gái rồi. Cố lên cô gái. Rồi, ok, vậy nghỉ đi, nghỉ 45 giây và uống sao một cáo. Bảy set cô gái ơi. Vô. Đi cái tướng khảnh khạng vất vả nha. Yeah. Đó. Cái bài tập này bạn đứng cái chân bằng rộng á thì cái tay bạn nó không vướng. Còn bạn đứng cái chân hẹp thì nó sẽ vướng hơn. Tốt. Lên. Đó, khi bạn xuống á, bạn gồng á là cái đoạn thấp nhất nè. Đây đây đây. Mông hông tác động tối đa rất là hiệu quả. Yes. Em đang tập 5 cục đó. Hồi nãy em ba sò cao rồi thì bây giờ em ba sò thấp nha. Đó, em cứ bảy rep xong em tự ba sò thấp là ba sò từ vị trí thấp nhất lên vị trí vừa, chứ không phải là ba sò còn đó tới đây thôi đó. Ba sò thấp đi. Yes. Mỏi mông là đúng rồi đó. Thường thường là chị em phụ nữ rất là sợ to đùi nha các bạn. Cái hành trang chúng ta nên tập to mông nhiều hơn to đùi. Mà muốn to mông nhiều hơn to đùi ấy, thì chúng ta nên tập những bài cô lập về mông. Còn nếu bài squat ấy, thì bạn squat nhẹ thôi. Mà sau hôm sau đi thì chị mình sẽ có cho chị cô này cái phần squat để tập nó to mông to đùi, mình nằm trong những chùm giáo án cao cấp. Chứ còn khi mà giáo án tầng 3, tầng 4 ấy, thì chỉ cho bạn tập đúng kỹ thuật nó khác. So với bây giờ mình đã hiểu được kỹ thuật công tác rồi để mình tập cho đạt được cái mục đích mình muốn. Mới có 2 set này. Thấy ở giai đoạn này thấy nó bắt đầu mỏi. Bắt đầu mỏi. Chắc phải mỏi rồi. Bởi vậy mới cái intro cao rất là quan trọng. Không có cái này không nghĩ luôn khỏi tập giáo án cao cấp nào nổi đâu. Cái sự phục hồi mà không có thì bạn không có tập gì được hết á. Mà khi mà cái buổi tập nó hiệu quả là gì? Chúng ta tập vô
mà chúng ta phục hồi được. Đó là hiệu quả nhất, mà hiệu quả thì không được lãng phí vô tim. Đó là cái giá của thành công trong phòng gym. Bạn có muốn bạn đến phòng gym 45 phút mà thành công, hay bạn đến phòng gym 45 ngày thất bại? 45 ngày thất bại là bạn nghèo luôn, mà đâu làm được gì nữa đâu. Tốn thời gian quá nhiều trong gym, thật ra nó không hiệu quả. Đó, mà những bài tập này rất là tốt, mà nó không có mấy cái rủi ro chấn thương nữa. Tập rất là hiệu quả. Nhiều khi thấy một số bạn nữ trong phòng gym tập quá nặng, sai form tà le. Con trai tập nặng sai form được, phụ nữ tập nặng sai form là sai luôn đó bạn. Cái cấu tạo cơ thể phụ nữ nó khác con trai đó, và cái sức chịu đựng, tất cả mọi thứ đều khác. Nên khi mà các bạn train cho phụ nữ, hay là các bạn coach cho phụ nữ, hay là các bạn đưa ra một cái giáo lực tập phụ nữ, nó phải phù hợp với họ. Rồi em muốn bắt sầu thấp cũng được, muốn bắt sầu cao cũng được, không quan trọng. Nhớ 7 cái set đầu là phải đủ form nha các bạn. Cái range của bạn nó phải đủ. 7 set đầu là không được gian nha. Mỏi chưa? Phê không? Đổ lên. Lâu lâu đi một ngày làm cho đáng đi nào. Không anh baby. Bước ra, chính xác. Rồi. Tốt. Tốt. Tập trung. Cái sự tập trung rất là quan trọng nha các bạn. Tập trung là tập trung vào cái não mình á. Cái não mình nó mới điều khiển được cơ bắp. Còn khi mà các bạn không tập trung là bạn tập không hiệu quả luôn. Tức là bạn tập bắt đầu bạn suy nghĩ về cái gì đó. Tức là bạn vẫn có tập ra được cái dáng đó, ra được cái dáng đó, nhưng mà nó không tốt, và cái ra động tác nó không đủ. Nên nhớ là phải tập trung. Giống như khi bạn cardio cũng vậy, bạn cardio bạn không tập trung, bạn ngồi bạn nói chuyện với bạn gái bạn hay bạn coi phim gì đó, thì nó sẽ không thực sự hiệu quả bằng khi bạn cardio bạn tập trung nha. Bạn hãy tập tay luôn đó thầy. Thì đó, những cái cúi nó mỏi rồi, cái tay bạn nó phải gồng lại được. Bởi vì nó nói là khi bạn tập gym, cái tay bạn work rất là nhiều rồi. Không cần phải tập tay một ngày, cái buổi tập tay bạn cũng tập nặng. Cái buổi tập tay bạn thích, bạn tập một set cường độ cao thôi. Đó là có phải là super set, có phải là rock set, có phải là cái bài rượu. Không phải tập quá nhiều bạn. Thế có mấy bạn nữ vô tập gò chuột còn nữa, thấy phức tạp quá. Cái tay của phụ nữ chỉ cần là gì, dẻo, dai, khỏe, nét là được. Còn tay lên chuột hơi ghê ghê rồi đó, vô. Set mấy thầy? Set là set 5 rồi đó. Cố đi, những set cuối này nó ăn tiền nè. Những cái ngày tập nặng vậy thì không cần cardio nữa. Thay vì đó mình để dành cardio một ngày riêng. Rồi bước tới. Bước tới nào. 7 set đầu là phải tập trung. Full range. Đó. Đúng rồi. 7 set đầu là nghiêm túc nha. Đó, bạn thấy tập không? Cơ mông gồng quá trời gồng luôn. Nghiêm túc nào. Tối nay về giúp mông. Rất nghiêm. Mà nhất vậy nó đã chút vụ uống post post cao phục hồi những cái thứ. Rồi những cái set cuối này nè, những cái set mà puzzle nè, tập bằng tất cả những gì có thể. Nó đã quá mỏi, nó đã quá mệt rồi, lúc này không cần phải ngồi đó mình kỹ lưỡng full rang gì cả, này nó còn full nổi đâu. Sao rồi, thở gì thở, hít sâu thở đều đi, hít sâu thở đều đi. Cái bài này là tay thì chịu lực không nhỉ? Ngoài tay cầm đây nè, tay cầm nhìn tì vô đây nè, đó để cho cái đùi nó phụ chịu, chứ không phải tay cầm ngoài đây cầm nổi đâu. Tay cầm như đây để khi xuống đó là cái tay nó tì vô cái đùi nó chịu lực rồi. Và khi mình lên lóc cái mông lại, cố lên, còn 2 set nữa, tập trung. Sắp xong rồi. Bây giờ là giây phút cuối cùng, sinh tử tồn vong, chúng ta sắp leo tường thành công rồi. Một dấu án quá hào trào cao. Quá hồng trao một cao rồi. Đủ từng ngâm từng ngâm. Vô. Thôi kệ nó. Ráng để lại những clip cho cháu nội coi đi. Vô. Vô. Đó. Sắp đi công tác rồi các bạn, nên phải quay rất là nhiều clip để ở nhà cho tụi nó làm. Khi mà biên soạn cái giáo trình trên nửa tâm kinh đó, nó cần phải thấy là bỏ cái bài này vô. Tại vì không các bạn sẽ bị thiếu. Ở thể hình online á, là cái hệ cái máy cable rất là tốt. Cái hệ máy cable rất là tốt mà không khai thác cái bài tập không thì rất là ổn. Cái máy rất là mượt bạn, kéo rất là phê. Chứ nó phải như chỗ khác kéo cà sực. Cái máy mà kéo cà sực là bạn không thể nào tập được bất kỳ cái bài tập cường độ cao nào cả. Thầy nói gì đó không cho cái tập.
sếp là hít sâu thở đều thôi, không phải uống trầu cao đâu, đừng uống nhiều quá. Hít sâu thở đều đi, oxy hít sâu thở đều để lấy oxy cho nó ngoài ATP cho em. Bây giờ là ATP của em đi hai đường đó, là đường cả đường yếm khí và đường hiếm khí. Giai đoạn này nó là vậy rồi, axit lactic của nó trào ra người em rồi. Thì axit lactic nó trào ra người em á, thì nhờ cái intra hoặc cao này nó dọn cái axit lactic đó, nó sinh ra năng lượng tập tiếp nó, cái hại nó là hại lactic. Giai đoạn cuối buổi nó là như vậy. Nếu mà em không có intra hoặc cao thì axit lactic nó tràn ra hết cơ của em, nó làm cho em rất là mỏi mà làm không thể nào tập được. Mà chúng ta tập, chúng ta phải chạm tới cái ngưỡng này, nó là một trong những cái bắt buộc chúng ta phải chạm tới ngưỡng này. Chứ không chạm tới ngưỡng này là em sẽ không có được độ bền, cơ của em nó không có được cái sự dẻo dai và sức chịu đựng, cơ thể sức đề kháng của em nó yếu, bệnh tật nó dễ tấn công, cảm cúm đâu này nọ từ lưa. Và lúc này là não trạng của em nó bị lát một phần rồi đó. Tại khi chúng ta tập luyện là tất cả đều work hết, chứ phải là cơ bắp không, não nữa, đầu óc tập trung suy nghĩ và nó mệt lắm chứ. Rồi thôi, còn một cái cuối cùng thôi, last one, một cái cuối cùng thôi em sẽ được về với mẹ. Một cái cuối cùng thôi, hãy chiến đấu đi nào, chiến đấu bằng tất cả những gì có thể, không có thầy là bỏ luôn, khỏi tập không có nổi, buồn lắm. Có thầy đứng đây, thầy vừa chỉ đạo vô tập nó mới vô đó. Đu sao này, không tập mấy cái bài freeway này nó vô nhiều cái lắm, đu sao nữa. Đu sao nó phải giảm mỡ mặt tập mấy nó đẹp, đu trước nó phải giảm luôn. Nói chung là đối với phụ nữ là hạn chế cái chân to, chân vừa thôi, mông to hơn to đó là ngon. Tập ra những cái gym nhưng không khô, sức khỏe có, đầu óc có, thể lực có. Rồi ngay lúc này thì mong em sao rồi, còn cảm giác không? Nó đơ luôn rồi. Nó đơ luôn rồi hả? Sao tập thầy chỉ bài nào nó đơ cho vậy? Chút xíu nó ra nổi không? Bây giờ em body squat nổi không? Body squat là gì? Body squat là gì đó? Nè, body squat nè. Còn nổi không? Không biết rồi. Không biết rồi hả? Nó thấy thảm vậy? Mà giờ uống này vô phục hồi nè. Nè, uống cái cao cao vô là phục hồi nè. Tỉnh nè. Bữa nay cái khối lượng quay ghi hình ngày hôm nay là khoảng bằng từ 2 tới 3 của tập của em á. Rồi sao rồi, chia sẻ cảm giác cho bạn đi. Tập bài này như thế nào? Đầu tiên là nó bắt đầu cảm thấy. Cảm thấy là rep thứ mấy nó mới cảm thấy? Rep 3. Rep 3 là cảm thấy đúng không? Rep 5 là bắt đầu. Set 5 là sao? Cứng. Set 5 là cứng. Còn 2 set nữa là cái như là không biết gì luôn nè. 2 set đầu là đơ. Tức là 2 set cuối là đơ luôn, không biết gì nữa. Mất cảm nhận, đầu lát. Trông tác. Đuối. Kiệt sức. Không tập trung nổi cái gì hết. Khờ ngơ ngơ vậy đó. Nó giống như có bao nhiêu máu, bao nhiêu năng lượng dồn hết vô mông mày. Vậy thì các bạn nên nhớ là những cái bài tập cường độ cao mà Duy Nguyễn có sử dụng trần là tập cuối mỗi nhóm cơ. Cuối mỗi nhóm cơ nha các bạn. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như ngày bạn tập cơ chân đi, thì có thể đầu tiên bạn vô bằng split machine squat, rồi xong rồi bạn có thể là dumbbell deadlift nhẹ nhẹ 3 rep, xong rồi nhảy qua đây. Tức là cái bài tập cường độ cao bao giờ cũng phải bỏ vào cuối cùng của nhóm cơ đó, để cho nó tối ưu hóa cái hạn cái năng lượng lactic và đường glycogen. Tiếng Anh đọc là glycogen, mà tiếng Việt đọc là glycogen. Nói chung đọc như thế nào chăng nữa không quan trọng, hiểu là như vậy nha bạn. Lớn rồi bắt bẻ nhau không vui nha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn tại Core Gym để trải nghiệm những máy tập thượng đế giúp là Duy Nguyễn đã đầu tư.